Mẹ ơi, nếu như Buddha vẫn không đồng ý nhận con làm tỳ kheo ni, vậy thì Yasodhara, con có thể đi từ Kapilavatthu để tới đây, chứng tỏ con có niềm tin rất kiên định. Hãy lau khô dòng lệ đi, Yasodhara. Con không thể ngăn được sự cảm động trước sự trang nghiêm của Ngài. Xin Ngài hãy nhận những đóa sen này. Hoa này của ai tặng vậy, Yasodhara? Là của Yasodhara hiến tặng. Nếu Ngài không chê, thì đây chính là phần lễ mọn của một tỳ kheo ni. Xin Ngài truyền giới cho con. Đã thọ giới rồi thì những gì con đạt được chỉ là sự tịch tịnh. Phải buông hết những chuyện đã qua, buông bỏ Siddhartha. Ở chỗ này không có ai là Siddhartha. Nhìn thấy dung nhan rạng ngời của Ngài, lòng con càng ấm áp bình an. Người ta xưng tụng Ngài là đấng thần linh, nơi được gọi là thánh địa, là nơi khiến con người thành tâm lễ bái khi con được tới đây nhìn thấy Ngài. Đặc biệt là ở nơi thánh địa này, trong lòng con lại nghĩ đến thần linh, đó chính là Buddha. Hỡi Buddha, con muốn trọn đời thực hành theo giáo pháp của Ngài. Lòng con đã quyết, tất cả những chuyện trước đây giống như là một giấc mộng đã qua rồi, chỉ có ngày hôm nay. Bây giờ trước mắt con chỉ còn lại khoảnh khắc này. Lòng từ bi của Ngài đã thay đổi tâm con. Từ bi là phải giải thoát nỗi khổ cho tất cả chúng sinh, giải thoát đau thương cho tất cả chúng sinh. Sự giác ngộ của con rất cao. Nếu không thể sinh khởi diệu dụng thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Đây là những gì mà Ngài đã dạy. Ngài còn dạy chúng con rằng, cho dù có được đọc hay là bàn luận bao nhiêu đức hạnh cao đẹp đi chăng nữa, mà không đem thực hành vào trong cuộc sống cũng là điều vô ích. Con có thể tiếp nhận giới pháp. Con vẫn còn một thỉnh cầu, Ngài có thể cho con được mãn nguyện không? Xin Ngài hãy truyền giới cho con. Các thầy hãy giúp cô ấy chuẩn bị. Ta sẽ truyền giới cho cô ấy. Ôi trời ơi trời, cẩn thận một chút đi Prakriti. Ông ta là thầy tỳ kheo đó hả? Mỗi ngày em đều đến đây để lấy nước cho ông ta, có đúng không? Nhưng Prakriti à, người mà em yêu là một thầy tỳ kheo đó. Thầy ấy không phải là tỳ kheo bình thường đâu. Thầy ấy tên là Anan. Prakriti, thầy Anan của em đến rồi kìa. Cô có thể cho tôi xin ít nước không? Dạ được. Sao vậy? Sao cô lại dừng lại? Con là người chủng tánh thấp kém, nước con đã chạm vào đều không sạch sẽ. Tôi chỉ xin cô nước uống,
chứ không phải xin chủng tánh hay là vana của cô. Hàng tỳ kheo chúng tôi không chấp nhận cách nhìn sai lệch ấy. Sakyamuni Buddha của chúng tôi chỉ tin vào tính người và từ bi mà thôi. Ngài nói đều là thật sao? Đạo của Sakyamuni Buddha rất đơn giản, không cần đền miếu, không cần nhìn thấy. Trí tuệ là đền miếu của chúng ta, từ bi là sự nhìn thấy của chúng ta. Em chỉ biết đứng trơ ra đó mà nhìn thôi hả? Sao không chạy theo hỏi thầy ấy vài câu? Em biết nói cái gì đây? Ngốc à? Thì em mời thầy ấy đến dùng cơm trưa. Nhanh lên. Xin thầy dừng bước. Nếu thầy không ngại sự khác biệt của giai cấp, con có thể mời thầy đến nhà dùng cơm trưa chăng? Được chứ. Hôm nay tôi xin nhận sự cúng dường của cô. Dùng thêm nha thầy. Bây giờ thầy định đi về hả? Đúng. Vừa rồi thầy đề cập đến giải thoát. Vậy thầy nghĩ sao về tình yêu? Giữa chúng sanh có vô số mối liên quan, đều không phải sự sắp đặt tự nhiên. Tất cả đều do chính con người tạo ra. Tâm của mỗi người nhờ vào tình yêu mà kết nối chặt chẽ bên nhau. Xin tạm biệt. Mẹ nhận ra con đã yêu thầy tỳ kheo đó rồi phải không hả? Mẹ à, chẳng phải mẹ luôn lo lắng chuyện hôn nhân của con sao? Lòng con đã có chỗ rồi. Con muốn làm vợ của thầy Anan. Con điên rồi hay sao? Thầy ấy là tỳ kheo, tình cảm của thế gian đâu còn liên quan đến thầy ấy. Vậy thì đã sao chứ? Thầy ấy có thể hoàn tục mà mẹ. Đó là điều không thể. Chỉ cần mẹ muốn là có thể thôi mà mẹ. Thầy ấy có thể hoàn tục mà. Chẳng phải mẹ biết phép thuật sao? Mẹ mau niệm vài câu thần chú để thầy ấy thuộc về con đi. Nếu như mẹ không đồng ý, con sẽ chết cho mẹ coi. Prakriti, con không được nói bậy. Được rồi, nếu như vậy, con hãy mời thầy ấy về nhà dùng cơm thêm một lần nữa. Mẹ sẽ nấu súp đậu rồi luyện bùa chú vào. Sau đó con hãy mang trộn chung với cơm của thầy ấy. Con hãy nhớ phải làm thật đúng theo lời của mẹ. Sau đó con cứ đợi mà xem, tỳ kheo của Buddha sẽ là người của con. Buddha, Buddha, ngài mau đến đó xem, xảy ra chuyện rồi. Angulimala đang bị mọi người đánh. Đánh đi.
Buddha, tại sao ngài lại bao che cho tên tội phạm này? Trong tay của hắn toàn là mạng người. Đây không phải Angulimala. Tên của thầy ấy là Ahimsaka. Thầy ấy chỉ là một người bình thường. Loại người này bản tính khó đổi. Đúng vậy đó, đúng rồi. Thầy ấy đã sửa đổi rồi. Các vị nói là con người trước đây của thầy ấy. Nếu thầy ấy vẫn là tên ác ma đó, vậy thì các vị có dám động vào thầy ấy hay không? Thầy ấy không đánh lại. Thầy ấy luôn nhẫn nhịn trước sự đánh mắng của tất cả mọi người. Các vị có nhìn thấy sự thay đổi này không? Hôm nay máu của thầy ấy đã đổ ra, đã rửa sạch tội lỗi của thầy ấy rồi. Các vị đánh đập thầy ấy như vậy, nhưng thầy ấy dùng tình thương để đón nhận. Mà trong lòng thầy ấy không hề có chút bực tức hay phẫn nộ nào hết. Thầy ấy đã thay đổi rồi. Mọi người cũng nên thay đổi đi. Thưa Buddha, con đã thấy được sự thay đổi của thầy ấy. Trong số các vị đây, có ai cảm nhận được nỗi đau của người khác? Có ai giúp người khác giảm bớt sự đau đớn? Vậy mà thầy tỳ kheo này đã làm được. Để tôi kể cho mọi người nghe. Ngay tuần trước, một vị thương nhân dẫn theo vợ ông ta đi ngang qua đây. Đúng lúc vợ ông ta đau bụng sinh, tôi vội chạy đến xem. Được rồi con à. Chịu đựng thêm chút nữa, đừng nản lòng. Cố lên mình à. Tiếng gì vậy ta? Thần linh ơi, trong rừng này có ai có thể cứu giúp chúng con? Có chuyện gì vậy chị? Vị phu nhân này sắp sinh rồi. Trong rừng này không có ai phụ giúp lấy. Cô ấy phải chịu biết bao nhiêu đau đớn. Tôi sợ rằng mẹ con cô ta có chuyện gì đó không hay. Không sao đâu, tôi lập tức đi tìm đạo sư của tôi. Ngài ấy nhất định có cách mà. Thầy đi nhanh lên. Thầy Ahimsaka vội vàng đến tìm ta, quỳ xuống bên ta cầu xin. Bạch Thế Tôn, có một phụ nữ đang sinh con rất đau đớn. Cô ta có xảy ra chuyện gì không? Xin ngài hãy cho con biết làm sao để khiến mẹ con họ được bình an. Vậy thì thầy hãy đến nói với vị phu nhân. Chị à, từ khi tôi sinh ra đến nay, tôi chưa bao giờ có ý giết hại sinh mạng của bất kỳ ai. Nguyện nhờ công đức lành này của tôi che chở và gia hộ cho mẹ con chị. Mong sao mẹ con của chị có thể được bình an. Như vậy là nói dối thưa Thế Tôn. Sự thật rõ ràng ra đó mà. Trong đời này con đã giết hại rất nhiều mạng người. Nếu con nói như vậy thì chẳng phải là mẹ con họ sẽ chết ngay hay sao? Vậy thì hãy nói với cô ta như thế này. Từ khi tôi được sinh ra trong chánh pháp đến nay, tôi chưa từng làm tổn thương bất kỳ mạng sống nào hết. Nguyện đem công đức lành của tôi che chở và gia hộ cho mẹ con của chị. Mong cho mẹ con của chị được bình an. Chút công đức này của con có cứu được mẹ con họ không? Tất nhiên là được. Đây là công đức do thầy tu hành mà có. Thầy có thể lấy nó để tự cứu bản thân và cũng có thể cứu người khác. Thầy Ahimsaka nghe nói vậy, không hề do dự liền đem quả báo lành của mình đi nhường cho người khác. Hãy chịu đựng thêm chút nữa đi. Thần linh ơi, xin người hãy giúp chúng con. Chịu đựng thêm chút nữa con à. Được rồi con gái. Chị à, từ khi tôi trở thành tỳ kheo cho đến nay, tôi chưa từng làm tổn thương bất kỳ sinh mạng nào trên cõi đời này. Tôi xin nguyện đem công đức lành này che chở và giao hộ cho mẹ con chị
luôn được bình an. Một người tâm địa lương thiện như vậy thì làm sao có thể làm tổn thương người khác? Nếu những gì thầy ấy nói không phải là chân thật thì vị phu nhân kia có thể đã chết ngay lúc đó rồi. Xin người đừng ngăn cản họ. Bạch Thế Tôn, cứ để họ đánh con đi. Họ ra sức đánh cũng là cách dập tắt ngọn lửa oán hận trong lòng họ. Đây mới là sự cao thượng của nghiệp và phẩm hạnh. Hành vi của thầy ngày hôm nay không thẹn với cái tên Ahimsaka. Buddha nói rất đúng. Thầy Angulimala đã thay đổi rồi, là do chúng tôi đã sai. Xin hãy tha lỗi cho chúng tôi. Mẹ sẽ nấu một ít đậu và luyện bùa chú vào. Con hãy đem trộn chúng vào cơm của thầy ấy. Rồi con sẽ thấy tỳ kheo của Buddha mãi mãi là người của con. Món súp đậu có ngon không hả thầy? Thêm một chút nữa nha. Thầy cứ xem như đây là nhà của mình. Prakriti con của tôi, mỗi lần gặp thầy xong, nó cảm thấy rất là vui. Nó thường nhớ đến thầy lắm. Thầy Sariputta, hôm nay thầy A Nan nhận lời đến nhà Rariti thọ trai. Thầy ấy vẫn chưa về sao? Dạ vẫn chưa về. Để con đi xem thử coi. Cầm lấy. Bây giờ hai con hãy làm nghi thức Genhava Viva đi. Sau đó thầy tỳ kheo này có thể hoàn tục được rồi. Nhanh đi con. Nhưng lúc bùa chú này còn tác dụng, con phải nhanh làm cho xong nghi thức này. Con đang nghĩ gì vậy? Mẹ ơi, chúng ta không có làm gì sai chứ? Trong xã hội của chúng ta, nghi thức hôn lễ Genhava là mơ ước của mỗi cô gái. Lẽ nào con không muốn làm vợ của thầy ấy hay sao? Mẹ biết không, Anna là người con yêu nhất từ trước tới giờ. Trong cuộc đời của con, ngoài anh ấy ra thì sẽ không còn ai khác. Trái tim của em đã trao về anh, thân thể của em cũng thuộc về anh. Em nguyện sẽ yêu anh đến hết cuộc đời. Trái tim em đón nhận anh làm chồng của em rồi. Chúng ta phải làm nghi thức Genhava và mãi mãi sống bên nhau. Niềm vui ngắn ngủi sẽ cướp đi tài sản của chúng ta. Tài sản ấy chính là sự tịch tịnh vô thường. Và một khi chúng ta bị niềm vui này cám dỗ lấy để cho nó cắm sâu vào trong não, thì cũng giống như một cái đinh dài trôi nổi giữa sự buồn vui. Khi gặp phải tình huống này,
chúng con nên làm thế nào thưa Thế Tôn? Vào lúc ấy, con phải chuyên tâm vào hơi thở của con. Hãy hít vào thật chậm, thật sâu, khiến cho năng lượng tịch tịnh tràn đầy. Sau đó lại chậm rãi thở ra, đạt đến cảnh giới tịch tịnh vô thường. Hai mẹ con cô này lợi dụng sự hiền lành trong sáng của thầy A Nan, muốn đưa thầy ấy vào đường mê. Gravity à, con rất yêu thầy A Nan có phải gì không? Còn yêu hơn cả mạng sống của con. Rốt cuộc thầy A Nan có gì đặc biệt mà khiến cho con say đắm tới như vậy? Tất cả mọi thứ của thầy ấy, mắt của thầy ấy, mũi của thầy ấy, môi của thầy ấy, dáng đi, lời nói và tất cả những gì thầy ấy có, mọi hành động của thầy ấy con đều yêu thích hết. Thầy A Nan anh tuấn khôi ngô, phẩm hạnh và đức độ tràn đầy, không ai không quý mến. Con đã từng nhìn thấy tình yêu vô hạn trong tâm của thầy A Nan chưa? Con có biết người mà thầy A Nan yêu nhất là ai không? Chắc không phải là con. Con nói sai rồi. Thầy A Nan cũng yêu thương con, nhưng mà ý nghĩa tình yêu của thầy ấy không giống như con đâu. Thầy A Nan là người tự do, độc lập. Tình yêu của thầy ấy rất sâu đậm, rộng lớn, bao trùm hết thảy chúng sanh, dốc hết tâm sức khiến cho hết thảy chúng sanh đều hưởng được tình yêu vô tận ấy. Tình yêu của thầy A Nan không làm cho thầy ấy sanh khởi dục vọng hay là đau khổ, nhưng tình yêu của con khiến con khởi lên ý muốn chiếm hưởng. Nếu con thật sự yêu thầy A Nan thì con sẽ hiểu rõ tất cả những điều này và không ngăn cản thầy ấy, ngược lại có thể khiến cho tình yêu nơi thầy A Nan đạt đến cảnh giới cao hơn. Tình yêu của con quá ích kỷ, con chỉ muốn giữ thầy A Nan cho riêng mình. Vậy con có thể yêu như cách mà thầy A Nan đã yêu không hả ngài? Ngài có thể dạy cho con không? Yêu như thế nào mới là tình yêu không ích kỷ, có thể giống như thầy A Nan vậy, yêu tất cả chúng sinh? Đôi cánh của Buddha rộng lớn vô biên, ngài có thể tiếp nhận hạng người thấp kém như con không hả ngài? Xin ngài tha thứ cho con, từ nay về sau con cũng sẽ đi theo con đường của ngài. Đây, hôm nay chính pháp sắc đi lị của ta đã buông xuống trước mặt em. Em đã từng thừa nhận ta, còn ta vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, chưa từng hiểu lời em nói, cũng chưa từng hiểu bản thân mình. Ta luôn cho rằng mình là người tài giỏi, là người xuất chúng, còn em thì xưa nay em không bằng ta. Nhưng hôm nay ta mới nhận ra là điều đó căn bản là chuyện quan tưởng, là chuyện không có thật. Em xem đi Siddhartha, hãy xem đi Buddha, hôm nay kẻ làm anh Devadatta lại thất bại trong tay em.
Nếu anh thật tâm thật ý đến đây thì còn gì để gọi là thắng hay bại chứ. Xin hãy tha thứ cho ta. Ta như bị xé ra thành từng mảnh vụn. Ta đau khổ tới mức không còn muốn sống nữa. Điều đó rất quan trọng, Devadatta. Khát vọng giải thoát khổ đau của anh sẽ đưa anh đến cảnh giới tịch tịnh vô thường. Em nói sao chứ? Hạng người ham danh trục lợi như ta mà có thể được giải thoát sao? Điều này còn phải xem tâm tư của anh có thuần tịnh hay không, Devadatta. Từ trước đến nay chưa ai có thể làm cho người khác thanh tịnh, và về sau cũng không ai làm được. Buddha ơi, từ bây giờ ngài có thể quên hết tất cả những gì mà con đã làm, mà cho phép con gia nhập tăng đoàn hay không? Điều tốt hay là cái xấu, ta cũng không nhớ anh đã từng làm gì, Devadatta. Anh cũng nên quên hết đi. Ngày tư tưởng anh đổi thay, đó cũng chính là lúc anh bước chân lên một chặng đường hoàn toàn mới. Sáng sớm ngày mai, thầy A Nan sẽ truyền giới cho anh. Cẩn thận địa vị của ngươi đi, Buddha. Tất cả những gì ta có đều cho ngươi hết rồi. Giờ đây đến lượt ta làm cho ngươi thân bại danh liệt. Tăng đoàn đã thắp sáng cho rất nhiều cuộc đời tối tăm, tuyên giảng những lời chân lý giống như tiếng trống của sư tử, phá trừ tất cả vọng tưởng tà kiến. Sư tử cũng có biệt hiệu là chúa tể của rừng xanh. Sư tử bước ra khỏi động và nhìn khắp bốn hướng, trống lên âm thanh như sấm rền, tiếng trống vang xa, chim chóc bay hoảng loạn, cá sấu lặn sâu vào dòng nước, đàn voi khi nghe thấy tiếng cũng quay đầu bỏ chạy. Cũng như vậy, tiếng hống của chân lý vô thường làm rung chuyển, nhiếp phục hết thảy tà kiến và mê tín. Không bị trói buộc, không chấp trước hay là bất an. Đạo của ta như âm ba của sóng biển, khiến chúng sinh ngu muội mê hoặc, lập tức tỉnh thức, kinh ngạc rồi tự hỏi, giữa trùng trùng nguy nan như vậy, nơi tối tăm, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, làm sao chúng ta có thể sống một thời gian lâu dài, lấy cái vô thường cho là thường, tự chấp nhận cái tôi tồn tại độc lập trong thế gian này, xem lời dối trá như là chân lý. Giờ đây đã đến lúc xô ngã bức tường che chắn điên đảo vô minh này. Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ tôn xưng lời dạy của ngài là sư tử hống. Không biết là xưng hô với thầy thế nào? Đô Mưu Ca. Đô Mưu Ca hả? Thầy Đô Mưu Ca, thầy nhìn cô gái đó xem. Ta thấy cô ta có vẻ như rất tôn kính Buddha. Nhưng tôi cũng đã từng gặp cô ta ở đây.
cứ đi theo sau lưng ngài Buddha. Vậy sao? Nhưng mà thầy không thấy lạ sao? Đúng chứ? Dạ phải. Cô gái đó mỗi ngày đều đến đây để gặp mặt Buddha, lại còn tỏ ra thân mật nữa chứ, không thấy lạ sao? Xin dừng bước. Xin cô hãy giúp tôi đem những bông hoa này. Bạch Thế Tôn, ngài có nhận lời mời của Ajatasattu đi Magadha không? Đương nhiên là có. Kiến giải Sonadanda rất thâm sâu. Cuộc biện luận này cũng giống như hai nhánh sông giao nhau cùng chảy về một hướng, và hai loại tư tưởng khác nhau sẽ dung thông với nhau. Đạo cứu đời của ta cũng thông qua tranh luận mà có thể học hỏi và đối chiếu. Supa, sao trên mặt của con có nét lo sợ vậy? Trên đường về đây đã gặp chuyện gì khó khăn à? Đừng sợ, cứ việc nói ra. Sau khi cất thực xong, trên đường con trở về tinh xá, bất ngờ xuất hiện một người đàn ông. Con rất sợ ông ta có ý đồ xấu, nhưng con nhớ lại những lời ngài dạy, cho nên con kiểm soát hơi thở, cố gắng giữ bình tĩnh và lý trí của mình. Xin ông làm ơn tránh đường một chút. Tôi là tỳ kheo ni của Buddha. Tuổi nàng còn xanh, nhan sắc mặn mà, tại sao lại u mê như vậy, uổng phí cả một đời thanh xuân. Thân hình này phải choàng lên bộ sari mềm mại rực rỡ sắc màu mới phải chứ. Ông làm ơn tránh đường cho tôi đi. Tôi phải trở về tinh xá của Buddha. Buddha có thể cho nàng được gì? Đi theo ta, ta sẽ để cho nàng ăn sung mặc sướng không thiếu thứ gì. Niềm vui của tôi xuất phát từ giải thoát và thiền định. Những đam mê giật dục giữa đời thường chỉ mang lại đau khổ cho ông mà thôi. Nếu ông hiểu được, xin hãy tránh đường giùm. Tôi thật sự biết ơn ông. Đôi mắt này của nàng quá thật, rất khiến người khác say đắm. Ta không để nàng đi một cách dễ dàng như vậy đâu. Ông thích đôi mắt này của tôi chứ gì? Được, vậy tôi sẽ móc chúng ra cho ông. Tôi thà mất đi đôi mắt cũng không chấp nhận để ông làm ô nhục như vậy. Chắc là ông vẫn chưa biết điều này. Các vị quốc vương như Kosala, Magadha, Vesali và Sakya đều đã hạ lệnh rằng ai dám làm tổn thương tỳ kheo và tỳ kheo ni của Buddha thì đều sẽ bị xử tội chết. Đến mạng của mình mà ông cũng không cần nữa sao? Xin tha mạng, tôi xin hứa sau này sẽ không dám chặn đường phụ nữ nữa. Chị à, chị muốn đi đâu thì cứ đi, tôi sẽ không bao giờ dám làm tổn hại tới chị một lần nữa. Hôm nay con may mắn nhờ có ngài mà mới bảo toàn được danh dự. Nếu như các tỳ kheo ni khác cũng gặp những chuyện không may như vậy. Lòng can đảm và sự kiên trì của con rất đáng khen ngợi. Từ xa xưa cho đến nay, đàn ông bị dục vọng sai sử mà áp bức phụ nữ để xoay chuyển. Sự mù quáng và tàn nhẫn của họ cũng cần phải trải qua trăm ngàn muôn kiếp. Đây cũng là lý do tại sao ban đầu ta nhất định không cho phép nữ giới xuất gia. Vì sự việc lần này mà từ nay về sau, trong tăng đoàn của ta, ta không cho phép tỳ kheo ni đi một mình hoặc là qua đêm một mình ở chỗ khác. Phải có một tỳ kheo ni khác ở bên cạnh để dễ dàng chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau. Anan, hãy đưa sư cô Supha trở về giường xoài đi.
đem quy định mới này thông báo cho các tỳ kheo ni lớn tuổi. Xin dừng bước. Cô có việc gì không? Con muốn mang những đóa hoa này đến cúng dường Buddha. Hồi nãy con có gọi cho chị này, nhưng mà chị ấy lại không nghe. Cô đến thăm Buddha suốt mấy tháng nay rồi, mỗi ngày đều đến thăm ngài ấy. Tại sao cô không làm tỳ kheo ni? Con hả? Con không giữ nổi thanh quy giới luật của tỳ kheo ni đâu. Cô vui là được rồi. Bây giờ cô muốn cúng hoa, cô có thể đích thân đi gặp ngài Buddha. Lều cỏ của ngài ấy... Dạ ngài đừng lo, con biết lều cỏ của Buddha ở đâu mà. Được, vậy cô đi vào đi. Cô gái này tại sao lại đến chỗ của Buddha ở? Sao vậy? Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu. Ta thấy cô ấy đi vào phòng của Buddha nhiều lần rồi. Đúng vậy đó. Hôm nay chắc chắn là một trận chiến đầy kịch tính. Chúng ta cứ đợi mà xem đi. Buddha lợi hại lắm đó. Cũng chưa chắc hôm nay Sonadanda có thể chiến thắng. Không, những lời Buddha nói đều rất thực tiễn. Sonadanda chỉ giỏi theo sách vở thôi. Ông nói vậy là sai rồi. Ta thấy hôm nay đại sư Sonadanda có thể làm rạng danh cho Dương Quốc. Đúng vậy. Buddha không quan tâm lắm chuyện thắng bại đâu. Bệ hạ Ajatasattu gia đô. Tâu bệ hạ, trước sự hiện diện của bệ hạ, tôi xin chân thành chào đón Buddha và bậc đại trí Sonadanda quang lâm đại điện. Đại sư Sonadanda, dạ tôi. Đại sư Sonadanda, dạ tôi. Đại sư Sonadanda, dạ tôi. Hôm nay, dưới sự chứng kiến của bệ hạ, hai vị tôn giả này sẽ trình bày tư tưởng của mình ngay trên triều. Những tư tưởng này sẽ làm tăng trưởng kiến thức cho chúng ta. Bây giờ xin mời hai vị tôn giả tùy ý chọn chủ đề, biểu đạt quan điểm của mình. Và bây giờ buổi tranh luận bắt đầu. Ngài đây tuổi còn trẻ hơn tôi nhiều, vì thế xin mời ngài chọn chủ đề trước. Ngài nói đi, ngài muốn thảo luận vấn đề gì? Thỉnh an tôn giả, xin ngài chỉ giáo cho. Một vị Bà La Môn đúng nghĩa thì phẩm chất họ phải có là gì? Nếu ngài muốn, có thể trích dẫn điển cố trong kinh Vệ Đà. Tinh thông Vệ Đà là sở trường hàng đầu của Sonadanda. Những vấn đề liên quan đến kinh điển Vệ Đà, ngài ấy đáng gọi là bậc thầy. Thưa tỳ kheo Gotama, một Bà La Môn đúng nghĩa phải có đầy đủ 5 phẩm chất. Đó là tướng mạo đoan trang, tinh thông nghi thức văn tế, 7 đời truyền thừa huyết thống trong sạch, học thức đúng đắn và thiện nghiệp, không thể thiếu bất kỳ một điều nào.
trong năm phẩm chất đó, thì phẩm chất nào được cho là quan trọng nhất? Nếu bỏ bớt bất cứ một phẩm chất nào, còn có thể gọi là Bà La Môn đúng nghĩa không? Quan trọng nhất là hai phẩm chất cuối cùng, đó là học thức đúng đắn và thiện nghiệp. Tướng mạo dễ nhìn, tinh thông, nghi thức văn tế và bảy đời truyền thừa huyết thống trong sạch đều không quan trọng. Thành thật xin lỗi, đại sứ Sonadanda nói vậy là sai rồi. Là do Buddha cố ý mê hoặc ngày ấy. Rõ ràng là sỉ nhục Bà La Môn. Không sai, đây là sự sỉ nhục. Nói đúng lắm, không sai, đây là sự sỉ nhục của chúng tôi. Chư vị tôn giả, nếu mọi người thấy không tin tưởng Sonadanda, trước tiên xin hãy bình tĩnh để nghe ngài ấy nói hết đã. Nếu vị nào vẫn còn thắc mắc, cũng có thể đứng ra thay ngài ấy tiếp tục biện luận về đề mục này. Ta nhất định trả lời tất cả những gì mình biết. Thưa bạn, Angaka, người cháu của tôi, là một điển hình. Đây là Angaka. Angaka là một thanh niên anh tuấn cởi mở, khiêm tốn lễ độ, cử chỉ tao nhã, dung mạo trang nghiêm. Chỉ có tỳ kheo Gotama mới có thể sánh được vẻ đẹp ấy. Huyết thống của hai bên cha mẹ đều có thể truy cứu đến bảy đời, lại tinh thông Vệ Đà, ba loại phẩm chất ở trước đều có thể gọi là hoàn hảo. Nhưng xét kỹ tư tưởng của anh ta thì phát hiện ra anh chàng Angaka này là người nghiện rượu, sát sinh, dâm loạn, nói dối, thậm chí còn trộm cắp. Vì thế ba phẩm chất kia hoàn toàn không còn giá trị. Do đó thưa các bạn, thiện nghiệp và trí tuệ mới là phẩm chất đặc thù của một Bà La Môn đúng nghĩa. Thế thì giữa hai đặc tính ấy, ngài cho rằng phẩm chất nào quan trọng hơn? Thiện nghiệp và trí tuệ vốn cùng một nguồn gốc. Nó cũng giống như là cánh tay này rửa sạch cho cánh tay kia, dùng chân này gãi ngứa cho chân kia. Chúng ta có thể hiểu đơn giản là như vậy. Thiện nghiệp và trí tuệ cùng hỗ trợ thành tựu cho nhau. Thiện nghiệp khiến cho con người phát sinh ra trí tuệ, còn trí tuệ thì dẫn dắt cho hành vi làm đúng chánh pháp. Đây chính là chân ngôn quyền bí của cuộc đời. Hay lắm, nói rất hay Sonadana. Ta cảm thấy rất tự hào về ông. Buddha, không biết là bây giờ ngài còn gì muốn hỏi Sonadana, bậc trí của chúng ta nữa không? Ngài nói thật chí lý Sonadana. Thiện nghiệp và trí tuệ là hai yếu tố quan trọng nhất của đời người. Xin ngài hãy nói xem, làm sao để phát huy thiện hạnh và trí tuệ đến chỗ ưu việt nhất? Hỡi đấng từ bi, vừa rồi ngài đã dẫn dắt con vào đề tài này, nhưng con chỉ hiểu về nguyên tắc lý luận. Ngài là bậc giác ngộ, đã chứng được chân lý tối thượng. Hỡi bậc thánh nhân, xin ngài dạy cho con
làm thế nào để khiến cho thiện nghiệp và tri thức đạt đến chỗ viên mãn nhất. Đạo giải thoát có ba thứ lớp, đó là giữ giới, thiền định và trí tuệ. Nếu chúng ta giữ giới làm lành thì việc tu tập thiền định tự nhiên sẽ được tăng trưởng, mà từ trong thiền định lại sanh khởi trí tuệ. Nếu như tất thảy mọi người đều làm việc lành thì có thể chiến thắng dục vọng, phẫn nộ, ngu si, ảo tưởng và ham muốn, đạt được sự giải thoát, hòa bình và sự an vui. Hỡi đấng từ bi, Ngài đã khiến cho con mở rộng tầm mắt, Ngài đã khiến cho con nhìn thấy được ánh quang minh. Bụt Đa thánh nhân ơi, xin Bụt Đa hãy cho con được quy y theo Ngài, hãy nhận con làm thành viên trong tăng đoàn của Ngài. Sakya Mauni Buddha. 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 Đứng lại. Cô là ai? Có biết tự tiện xông vào Dương cung sẽ bị tội gì không hả? Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Hôm nay tôi vào trong đại điện này chỉ mong Buddha trả lời một vài thắc mắc. Người muốn hỏi thì đến tinh xá của Buddha mà hỏi, ra ngoài cho ta. Mau lên. Đại sư à, cứ để cho cô ta hỏi, miễn là Buddha không ngại là được. Ngươi muốn hỏi gì đi? Mâu Ni Gotama, Ngài thuyết pháp cho mọi người và rất được mọi người yêu quý. Không lẽ không lúc nào mà Ngài nghĩ đến người phụ nữ đáng thương vì Ngài mà bụng mang dạ chữa? Thiếp đã mang trong bụng đứa con của Ngài, vậy mà Ngài vẫn không đoái quà gì tới thiếp sao? Nè, tứ đàn bà không biết nhục, dù không người khác không cảm thấy xấu hổ hay sao hả? Cô không biết Buddha là bậc vô dục vô cầu sao? Các bậc đại thánh đã sớm dứt bỏ tình dục rồi. Ngươi có biết mình đang buộc tội ai không vậy hả? Cô gái à, chỉ có hai người có thể xác nhận tất cả những gì con nói là thật hay là giả. Đó chính là con và ta. Bắt cô ta lại tốt vậy hả? Chỉ đợi ngài ra lệnh là chúng thần sẽ ra tay ngay, sẽ mang cô ta ra tra khảo nghiêm khắc để trả lại chân tướng và danh dự của Buddha. Bắt cô ta lại. Không phải là ngươi muốn vu khống cho Buddha sao? Ta nói có đúng không? Bây giờ ngươi hãy khai thật đi, là ai đã sai ngươi làm điều này? Khai thật đi.
Đúng thế. Khai thật đi. Im lặng mau. Mang cô ta ra ngoài. Tâu bệ hạ, xin tha tội chết cho cô ta. Cô ta đang sám hối hành vi của mình. Ta đã tha thứ cho cô ấy rồi. Buddha rất vĩ đại, không tính toán hơn thua. Nhưng người cô ta làm nhục chính là Buddha, khách quý của Magadha. Nên ta không thể bỏ qua chuyện này được đâu. Quả nhiên ta đoán không sai. Ý tưởng thối tha này chỉ có Dương Tử Devadatta mới dám nghĩ ra. Ta không hiểu ngài đang nói gì hết. Anh có thể biết được điều gì chứ? Chỉ cần giận lên thì không còn biết suy nghĩ gì nữa cả. Anh xem đi, ngày trước vì một cơn giận của anh đã làm mất đi tình bạn của chúng ta. Hôm nay ta bắt nhốt cô ta, chúng ta trở lại tốt đẹp như xưa. Nhưng mà ta đang thắc mắc là tại sao bạn lại để cô ta sống? Devadatta à, vì tâm địa ta nhân từ mà. Nếu như ta không nhốt cô ta lại, cô ta sẽ đến quỳ lại cảm ơn Buddha, rồi sau đó sẽ khai tên kẻ chủ mưu đứng phía sau ra. Nếu như vậy, anh có thể tiếp tục ở lại trong tăng đoàn nữa không? Vậy thì Dương Tử Devadatta, còn chỗ nào cho anh dung thân không đây? Ajatasattu, bạn từng nói có một kế hoạch để trừ khử Buddha đúng không hả? Cuối cùng thì anh cũng đã thông minh hơn một chút, đã trở về đúng với quỹ đạo. Bạn à, hãy giúp cho ta một việc nhỏ. Hãy thả cô gái này ra. Vẫn chưa đến thời điểm thích hợp. Ajatasattu ta sẽ không hành động mạo hiểm đâu. Ta phải tính toán kỹ lưỡng. Bây giờ thanh kiếm bén này đang nằm trong tay ta. Còn chuyện ta dùng nó thế nào thì cứ để cho thời gian tự trả lời. Lúc đó bạn sẽ biết.